Chứ chưa ăn cái này á, với uống nước đá lạnh nó ngon lắm cả nhà. Thì kênh này kênh mới của Dương á, thì Dương chia sẻ một bài thuốc này rất là hay luôn cả nhà, đó là bài thuốc trị hẹp quanh tim á, trị rất là hay luôn cả nhà. Thì cái bài thuốc này á, có ông bác á, xin chào cả nhà ha. Thì bữa nay á, mình mua lưới á, mình giăng đặng mình làm cái hàng rào nhà trước của mình ha cả nhà. Thì mình mua lưới rồi đúng cây, gia đình mình chuẩn bị làm cái hàng rào trước này nè cả nhà. Mình rào đừng cho gà qua khóa, mình trồng đồ cả nhà, để mình trồng đồ rồi cái gà nó qua nó phá quá cả nhà ơi, nó bươi cây chóc hư cây trơn à, cho nên là mình phải mua lưới về mình gào á. Gia đình mình thì không có nuôi gà, thì gà hai bên nó sớm á, nó qua người ta không gào thì mình gào hết cả nhà. Đó, để mình quay chi tiết cho cả nhà xem nha. Thì hồi sáng giờ cái nhà mình làm hàng rào á cũng 70% rồi, gần xong cả nhà ơi. À, cái này gạo lưới cả nhà, gạo từ đây vô tới dòng tỷ dòng kia luôn cả nhà. Đó. À, thì vô tút giống luôn. Thì mình vào làm hàng rào hồi sáng giờ cả nhà, thì giấc này cũng chưa rồi, cũng mệt rồi, rồi mình nghỉ trưa mình ăn cái món này cả nhà, cũng đơn giản đâu cả nhà. Thì Dương mời cả nhà cùng ăn với mình nè. Giòn khi chưa ăn cái này á, với uống nước đá lạnh nó ngon lắm cả nhà. Ngon. Ta hơi dơ, không có rửa nữa. Cái này thì mình kêu bằng cơm khô ngào đường hay cả nhà. Nếu mà cả nhà muốn mình chỉ cách này thì nhớ bình luận ở dưới nha. Thì giòn lắm cả nhà, giòn ngọt ngọt. Nói chung là ăn rất là ok luôn á. Thì dưới quê mình là dân giả hay cả nhà, mình có gì mình chia sẻ lấy không. Nhà mình bên đây không có lộ, mà bên trong vẫn có lộ nhà. Thì mình ăn nãy giờ cũng hai ba cục rồi đó cả nhà, ăn cũng ngon lắm. Đỡ đói rồi, mình đói quá thì mình ăn tạm cả nhà. Thì Dương á, thì ở tỉnh miền Tây cả nhà,
thì cách trị bệnh thuốc nam cả nhà. Thì nhớ thấy Dương làm clip này á, nhớ ủng hộ Dương và đăng ký và cho like, và nhấn nút chuông á, đặng Dương có ra clip mới á thì gửi sớm nhất cho đến cô chú anh chị và các bạn nha. Thì nhớ đăng ký ủng hộ Dương được 100 sub đó, 100 lượt đăng ký đó cả nhà. Thì kênh này kênh mới của Dương á, thì Dương chia sẻ một bài thuốc này rất là hay luôn cả nhà, đó là bài thuốc trị hẹp quanh tim á, trị rất là hay luôn cả nhà. Thì cái bài thuốc này á, có ông bác ông chỉ mình á, thì ông bác á, là nhờ cái đó đó. Thì ông bác á, tám mấy tuổi cả nhà, bảy bảy mấy gần 80 tuổi rồi, năm nay 80 tuổi rồi. Thì ông bác ông mới bệnh là hẹp quanh tim, thì ông bác khó thở và ông bác bệnh nhà thương luôn cả nhà. Cái bác sĩ chạy về, bác sĩ không có trị được, thì bác sĩ kêu chở bác về đi. Thì tình cờ là cũng như trong gia đình ta thì cũng hư cũng có tiền chứ không có tiền. Thì trong gia đình ta nói bác sĩ bao nhiêu tiền thì người ta sang đất người ta cũng trị nữa, thì bác sĩ nói chị không có hết, cũng gì bán đất cũng chị không hết đâu. Thì cái căn bệnh này là thời kỳ cuối rồi, chị không có được đó. Thì bác cũng mê man luôn, mê man trong cái thở oxy luôn á. Thì bác mới con mới con với chị với vợ của bác đó, thì cũng chở bác về. Thì tình cờ có cái anh này anh chỉ cái bài thuốc trị hẹp anh tim á cả nhà. Thì bác uống á, thì bác hết tới bây giờ luôn. Thì Dương á, đi mua ve chai nè, thì ghé bác thì bác cũng vui tính lắm, hai hai bác á, thì mới chỉ cho Dương. Tại vì Dương buôn bán là đi giao thiệp á, nhiều lắm, nhiều chỗ này chỗ kia nhiều lắm, thì cho nên Dương mới kêu bác chỉ chia sẻ lại bài thuốc nó hay lắm. Thì Dương cũng không tin nữa, nói chung là Dương cũng chưa tin bài thuốc đó. Thì Dương mới về nhà, Dương có bà dì của Dương á, bà dì của Dương là cũng bệnh mệt á, mệt dữ lắm, uống thuốc vô là cỡ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ mới hết mệt, đa số là mệt buổi sáng, người mệt cũng như bệnh tim này muốn mệt nào mệt tới cả nhà, mệt là chịu không nổi luôn. Thì Dương mới ghé nhà của bà dì, thì Dương mới hướng dẫn chỉ một cái bài thuốc đó của ông bác bên Dương mà ghé nhà ông bác đó, mua ve chai đó. Thì ông bác chỉ Dương, Dương chia sẻ chỉ lại bà dì của mình. Thì bà dì mình uống á, mới đầu thì dì mình cũng uống cũng không cũng chưa tin tưởng nữa, rồi cái mình mới lại mình động viên, mình nói thuốc nam này á chị đâu phải uống ngày mà ngày tháng hết đâu bà dì ơi, dì gắng cố gắng uống đi. Thì bà dì mới là gắng cố gắng làm uống uống. Thì bà dì nói là hồi đó mà 10 phần, thì Dương ghé thăm á, thì bà dì nói là giảm còn khoảng 7 phần. Bà dì thấy rõ rệt luôn. Thì bây giờ bà dì giờ đang uống cái bài thuốc đó, bà dì nói là uống giờ khỏe nhiều lắm. Thì Dương cũng rất là mừng, thì thấy cái bài thuốc đó cũng hiệu quả. Thì cô chú anh chị á, muốn Dương ra clip đó đó, thì nhớ đăng ký ủng hộ Dương, đặng Dương chia sẻ những bài thuốc trị hẹp quanh tim ha cả nhà, bệnh tim á, nói chung là bài thuốc trị bệnh tim á rất là hiệu quả và thành công luôn cả nhà. Tại vì hồi lúc đó ông bác có nói là mình cũng vô tư lắm, mình cũng thì thấy vậy bà dì mình bệnh á, mình về mình chia sẻ cho bà dì, thì cái kết quả là bài thuốc đó có hiệu quả nha cả nhà ơi. Thì nhớ đăng ký ủng hộ Dương đi, 100 sub đi, thì Dương sẽ chia sẻ bài thuốc đó cả nhà, đặng Dương mới có động lực chia sẻ bài thuốc và những điều thú vị ở quê mình nhiều lắm cả nhà. Mình ở quê mình đây thì nuôi tôm sú nè, tôm càng nhiều lắm, rồi ăn uống rồi đó. Thì mình sẽ nhớ đăng ký ủng hộ mình ha, thì mình sẽ mới có động lực mình ra clip mới cả nhà. Rồi Dương cũng còn chút xíu Dương cũng làm xong rồi, thì Dương xin kết thúc clip đây ha, xin chào cả nhà ha, bye bye.